Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý giả, quý hướng của Diễu Màn Ảnh của đài truyền hình Sài Gòn Network trong chương trình An Ninh Cộng Đồng cùng với lại cảnh sát viên Don Tạ, sở cảnh sát Harris County Sheriff Department. Ngày hôm nay chúng ta bàn thảo về cái vấn đề mà identity theft là ăn cắp những tư liệu cá nhân để dùng để mà hại đến mình hoặc làm cho mình có là bị một cái con nợ khổng lồ. Và như vậy thì làm thế nào để mà chúng ta có thể ngăn ngừa thêm được, hoặc là làm thế nào để mà biết rằng mình là những người nạn nhân của một cái cuộc đánh cắp đó? Coi cái bank account của mình đó, mà mình thấy tự nhiên hay là cái thẻ tín dụng anh check thường thường là hay lên trên online mạng, hay là mình check về mỗi tháng nó gửi về đó, mình thấy những cái charge, những cái transaction, em tạm gọi là giao dịch mà không phải là của mình. Anh nhìn thấy anh không có nghĩ là mình không phải là cái này, là mình làm cái này. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh có thể nhận được một cái đơn từ sở thuế. Người ta nói tại sao mà mình khai thuế hai lần mà cùng là cái tên. Hay là có thể là người ta nói là con của mình đã được khai thuế rồi. Tại vì những người có gia đình có con em nhỏ là mình cộng vô trong luôn. Và khi mình khai thì sở thuế nó gửi giấy về nói là con mình đã được khai thuế ở một cái người khác rồi. Là những cái đó. Hay là mình được một cái giấy đòi nợ, mà cái nợ đó không phải là của mình. Đại khái những cái đó là cho mình thấy là mình cái dữ liệu cá nhân mình đã bị người kẻ xấu nó đã xài rồi. Mới đây nhất thì chúng ta nghe là những người mà tinh vi đó dùng cái trí óc trí tuệ của họ để mà trà trộn lẫn vào trong cái máy vi tính cá nhân của mình. Yeah. Đó gọi là hacker. Yeah. Để mà lấy cái thông tin như thế này thì làm sao mà mình giữ được những cái thông tin trên mạng mà khỏi bị đánh cắp? Thật ra cũng rất là khó. Nếu mà theo em thấy là nên có những cái software mà mình chống lại những cái virus, cái software update cái security của cái computer luôn luôn update nó để vậy. Cái thứ hai nữa là mình cái cách mà em thấy là cũng là hữu hiệu là mình chỉ xài, mình để một cái máy. Nếu mà mình không có thì mình không nói, nếu mà có hai máy thì mình xài một cái máy là chỉ để những làm những cái việc mà quan trọng, như mình để trả bill, mình làm những cái mà mình phải bỏ những cái dữ liệu cá nhân vô nhiều. Còn một cái máy nếu mà mình chỉ lên mạng để mà mình tìm kiếm mua đồ thì mình xài một cái máy khác. Cho nên vậy thì nó cẩn thận hơn là mình xài lung tung như vậy. Thì có thể tại vì mỗi lần mình anh lên trên mạng có thể là anh vô nhầm một cái website đó, rồi nhiều khi nó giả bộ nó nói là nó pop lên một cái window. Nó nói là bây giờ là cái computer của mình đã bị virus rồi, click vô đây sẽ là nó clean cho mình. Nhưng mà thật sự những cái đó là những cái virus để mà nó vô nó ăn cắp cái dữ liệu của anh. Trong cái trường hợp mà chúng ta thường nghe đó, ngay cả Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ cũng không ngăn ngừa được. Hiện giờ thì có nhiều người Trung Cộng họ đã đánh cắp những tài liệu của quân đội. Mà mình là thường dân thì những cái máy của mình nó không có được bảo đảm như vậy đâu. Cho nên là tiện nhất và dễ nhất là tránh giao dịch nhiều trên mạng, đúng không? Trừ những cái mà cái cơ sở thương mại mà mình biết là chắc chắn. Cái thứ hai nữa, khi mà mình làm xong theo em thấy đó, mình nên thôi tắt cái máy đi. Rút cái dây mà lên trên mạng ra, cái dây internet ra. Thì thường thường tại vì khi ý mình đâu mình không xài máy mà anh để như vậy đó, người ta vẫn vô được. Trong khi cái máy mình để standby đó, cái kiểu người ta vẫn hack into your computer, vô cái computer của mình được. Cái mấy người mà siêu về vi tính á thì họ có thể nhìn qua những cái đường dây bằng cách là cái sự suy nghĩ của họ để họ ăn cắp những cái tinh vi bằng cách là bây giờ họ ăn cắp được qua luôn cái điện thoại cầm tay nữa. Yeah. Thì làm sao mà chúng ta biết là chúng ta đã bị là một nạn nhân của một cái vụ cắp identity theft qua đường dây điện thoại? Thường thường mà qua đường dây điện thoại đó thì cũng giống như những cái ăn cắp khác. Anh chỉ biết khi nào mà tại vì khi người ta đòi hack ở trong cái phone của anh á, cái điện thoại đó, thì người ta cũng chỉ lấy những cái dữ liệu trong đó mà mình có thôi. Tức là khi mà cái mà mình nên làm là mỗi năm là nên lấy một cái bản báo cáo tín dụng mỗi năm một lần để mình nhìn mình coi có cái gì lạ trong cái bản báo cáo đó không. Nếu có gì lạ là mình báo liền, để mình cái đó là cái mà là mình nên làm mỗi năm. Nên hay không nên là mình có nhiều cái như hồi nãy Officer Don Tạ đã chia sẻ, đó là ở trên mạng lưới của internet cũng như qua điện thoại người ta gọi, người ta dụ mình mua cái này mua cái kia, rồi người ta dụ mình là làm một cái gì đó. Thí dụ như bây giờ mình thấy rất là nhiều
là có những người đi đường mặc đồ rất là lịch lãm, rồi dụ mình là cho tiền để một cái tổ chức nào. Yeah. Khi mà mình cho đó thì có nhiều người họ cũng cho bằng credit card nữa. Thật sự mình nói là đâu có ai dạy đâu, nhưng mà cũng có. Yeah. Như vậy là làm sao để mà mình kiểm tra được những cái người mà như vậy, tại vì mình có lòng bác ái, mình muốn làm phước mà, thì làm sao đây? À, theo em thấy nếu mà cho, nếu mà có tiền mặt thì cho, tại thật sự những cái người đó mình không có biết người ta là người tốt hay người xấu. À, có những trường hợp mà người ta gọi điện thoại lại nhà, người ta nói là thí dụ bây giờ em gọi anh nói anh Michael, anh thiếu nợ cái công ty của chúng tôi 5,000 đồng. À, là cái tiệm furniture, thì dĩ nhiên là anh biết là anh không có thiếu cái tiền của cái hãng của em, anh sẽ nói là anh không có thiếu. Thì em mới hỏi ngược lại anh là em có thể có được cái dữ liệu cá nhân của anh để em kiểm tra lại có phải là anh không. Cái đó cũng là một cái cách để người ta lấy cái dữ liệu của mình. Cho nên ở đây em muốn nói, nếu mà có một cái người nào đó gọi tới mà nói là mình thiếu nợ người ta mà mình biết là mình không thiếu nợ thì không có nên đưa cho người ta. Ừ. Hay là có những người nói là bây giờ là mình trúng một cái giải gì đó. À, cái này mới cái là cái yeah, cho nên đó. Phải đưa tên tuổi với lại ngày tháng năm sinh để người ta gửi cho mình cái check hay cái gì đó. Cái đó cũng là gạt. Cho nên là không nên đưa ra những cái dữ liệu cá nhân của mình cho những người hay là những cái cơ sở thương mại mà mình không có biết. Trong cái trường hợp mà chúng tôi chia sẻ cùng tất cả quý vị cái đồng hương là nó có thật và nó xảy ra hàng ngày trong cái cộng đồng của chúng ta, không những là cái cộng đồng của chúng ta không, mà tất cả những cái cộng đồng ở trong đất nước Hoa Kỳ này đều bị và trở thành nạn nhân của những kẻ mà đi ăn cắp, mà gọi là tài nghệ để mà lấy tất cả những thông tin của mình làm cái việc riêng của họ. Như hồi nãy giờ đó thì cảnh sát viên Don Tạ có chia sẻ là họ lấy thẻ tín dụng của mình, họ có thể lấy cái số đó để họ làm cái thẻ khác để họ xài cái tiền của mình. Thì nên những cái chuyện này nó rất là nguy hiểm. Bởi vậy nên là chúng ta phải cần làm cái gì, phải cần gọi là trực giác như thế nào để mà ngăn ngừa những cái chuyện này. Prevention. Dạ, yeah, thì giống như là em nói là nếu mà mình cảm thấy, thí dụ em nói là thường thường là mình mỗi một tháng thì mình đều có tiền điện, tiền nước nó gửi về. Nhưng mà tự nhiên tháng này mình không thấy thì mình nên gọi vô để mình hỏi. Hay như những cái thẻ mà credit card tự nhiên mình không thấy nó về là mình gọi cho mình hỏi. Mỗi một năm là nên lấy một cái bản báo cáo tín dụng để mình về mình coi trong đó có cái account nằm mở đó mà mình không biết hay không. Tức là mình những cái giấy tờ bỏ đi, giống như là cái số an ninh xã hội là cái số rất là quan trọng. Cái số đó để mở, không nên đem cái số cái thẻ mà an ninh xã hội theo. Cái đó để ở nhà, không nên giờ đem theo. Và tất cả những cái giấy tờ mình bỏ đi mà có những cái dữ liệu cá nhân quan trọng là mình đều cắt vụn bỏ hết. Nếu không có máy thì chịu khó cắt bằng tay trước khi mình dục đi. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi rất là cảm ơn cái sự theo dõi của tất cả quý giả của Hương, và đặc biệt là những người đồng hành với chúng tôi như là cảnh sát viên Don Tạ để chia sẻ với tất cả quý vị trong chương trình An ninh Cộng đồng. Và trước khi rời màn ảnh, mời cảnh sát viên Don Tạ gửi lời chào và hẹn lại kỳ tới. Có lẽ là mình sẽ nói nhiều làm thế nào để nhận diện ra những nhân viên thuộc của thành phố hoặc là thuộc cơ sở cảnh sát mặc đồ sơ viên, làm sao để mình nhận diện ra khi họ tới cơ sở thương mại hoặc là tới nhà mình họ nói những cái này cái kia, hoặc là có nhiều người tới họ nói là thu thế hay là cái này cái kia. Thì cái đó là trong chương trình kỳ tới. Và trước hết mời cảnh sát. Xin kính chào quý vị khán giả của đài SGN. Và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả quý giả của Đồng Hương đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, cũng như tất cả những chương trình gì thuộc hệ thống đài truyền hình Sài Gòn. Vì đây là đài truyền hình của người Việt quốc gia của chúng ta, và chúng tôi cũng quên kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn vui khỏe, đặc biệt nhất hạnh phúc bên người thân. Xin chào tạm biệt.